Lên em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Võ công của ta tự động thăng tới max cấp. Tầng 16 Liên Phun Bộ nằm giữa phòng mô tả nhé. Thì ra người tên là Rải Tiền. Thiên Ma Nhị Thập Tam Kiếm thì sao? So với Thiên Ma Tùy Tùng đích thiệt, đích thiên là tuyệt đối ba đạo của ta thì có là gì chưa? Thiên thì ba đạo à? Thế nhưng mà thầy chủ nói thì tên này là đệ tử đứng đầu của Thái Ma Tông. Nhưng mà sao thấy hắn hình như vô hình vậy? Ngụy công tới sao? Nam cung lộn. Thiên tiệt mà tổng sao thứ hai. Mặc dù cũng là trúc cơ viên mãn, nhưng mà khí tức tên này là mạnh hơn nhiều. Sức đánh thì cũng tầm cỡ năm tên lịch cảnh. Ừ, đáng sợ đó. Người là Lục Lý đã giết lịch cảnh sao? À sao? Ngươi là thần nhân của hắn à? Muốn báo thù hay sao? Lịch cảnh mà xứng làm thần vi tại sao? Nhưng mà ngươi là trúc cơ tầng, mà muốn giết được hắn thì xem như là người cũng có mấy phần năng lực. Nhưng thực ra lịch cảnh thì chẳng đỡ nổi một chiêu dưới tay của ta nữa là. Chứ dù là lục hà của tay đây thì cũng chẳng đỡ nổi 10 đao của ta đâu. Ôi ghê như vậy sao, ta không tin. Ta nói nhiều như vậy cũng không phải muốn người tin, mà là báo cho người biết. Ngươi phải tự động não đi. Ma đau thập kiệt, người không có tư chất. Thực lực thì cũng không mà môn ta. Người rút lui là vừa. Ta đồng ý rút lui. Nhưng mà ngươi là cái thá gì? Thật kỳ là giáp 10 đại mà đào chọn. Thế là ngươi là một tên trúc cơ nhưng ngươi mô tầy qua chân quyết định sao? Ngươi có giỏi thì cứu mẹ ngươi ra khỏi tên lâu đi. Chết hả? Nhìn quá. Muốn bị thần chủ bắt đi bản thân thì ngươi thử động thủ đi. Ngươi nói cũng đúng. Dù ngươi không rút thì, nhưng mà sau này biết đâu. Mọi người đến đây đều có mục đích chung. Sao chúng ta phải đánh nhau giết nhau chứ? Tương trợ nhau không phải là tốt hơn sao? Tên nhóc này sợ rồi. Nên nào đại sư Quỳnh à, không vui với đế tán Quỳnh một món quà nha. Thì tớ coi như là người biết điều. Đây là quỷ thị âm đuổi chú. Quỷ cái tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này đúng là bị gây sự, thôi kệ đi. Lấy tiền đền bù từ mấy tên khác về. Nhưng mà tên này đúng là thú gì đó. Hả? Sao người ra đây? Chạy đâu mà nhanh vậy? À sao bị bắt? À bắn thần. À bắn trường mồm, tới chấp dẫn hai tên nữ. Tên đệ tử mà mồm. Một là Dương Hư, hai là Nam Cung Long. Cái nết người y chang như sư phụ người à? Nhưng mà chọc hay lắm. Âm mình quỷ tổng chính là không để một ai. Bên độc cô đã ta giải thích cho. Ngươi có về nơi tu luyện đi. Ngươi sắp ra trận rồi. Muốn tôi hy vọng ngươi có thể một trận vận danh thiên hạ. Vấn đề bây giờ là có được sống tiếp hay không. Chứ danh tiếng gì tầm này nữa. Lý sư đề à, cuối cùng đề cũng về rồi à. Chúc mừng ra nhà. Quỳ bạch sư quân à, có gì vui hả? Mới nãy có người tôi hỏi hồn với đề đó. Sư phụ đồng ý rồi, đã hy luôn. Hỏi hôn. Hồn, con đồng ý nữa. Mình mới ra ngoài có tí mà lại có thêm một nương tử bất ngờ quá gì. Sư đề à, nương tử tương lai của đề là con gái của Vân Mẫu Phu Nhân đó. Vân Mẫu Phu Nhân là dáng gấp dấp diễm lệ. Còn con gái thì đứng chung là hòa ghẹn liễu hờn đó nha. Quỳnh chị Hoàng, tao tới ngồi hình người ta thôi á. Sư đệ à, là một trong những người lớn đời người đó nha, sao nhìn đệ không vui vậy? Đệ đang nghi ngờ, tại sao lại hỷ sự, tại sao người ta phải có nguồn tử? Hơn nữa còn là người mà giáo ủy phiền phức to rồi. Hả? Tại sao phải có nương tử của mình? Mà nương tử của người khác thì sai kết không được hay sao? Nè nè, đỡ mới đúng là đại ca đó nha, còn đã, quân lại nghĩ bậy cái gì đây? Nói đi cũng phải nói lại, tại sao sư phụ lại chấp nhận nhanh vậy? Cái này nghe nói năm đó sư phụ với vị mẫu Vân Mẫu Phu Nhân đó xảy ra một drama cực lớn. Tình cũ hả? À hiểu rồi, nói tiếp đi. Hai người đó đừng có phí lời nữa, còn không mau quay lại vì sự có chuyện quan trọng của họ với các người đấy. Bái kiến sư tôn. Không còn vị đà lửa đứng lên. Lộ lý, người giết lịch cảnh thì vì sự trả mối thù xưa, trả xong ân oán thì vì sự rất vui.
Mất mũi ở tên tuổi thì cũng được đền bổng. Bảo vật này ta tặng cho người. Đây là thượng cổ chí bảo. Gặp được công kích thì tự động hộ chủ bảo vệ quanh thân. Quán chú pháp lực càng nhiều thì uy năng càng lớn. Năm đó, vì sự chính là một cái bảo giáp này để hoành hành tứ phương. Thượng cổ bí bảo lý nào là một trong những bí thuật đã gây ra thù nhiều như vậy mà chưa bị đánh chết của hắn sao? Ôi đã tạ sư tôn. Không gọi cách sao. Người xứng đáng, ngồi ra con một chuyện nữa. Người, một trận thành danh, còn được trưởng môn trọng dụng. Gần đây đã trở thành đệ tử đứng đầu danh tiếng vô lượng. Lúc đó không ít trưởng lão đến đây cầu hôn. Vi sư đã cân nhắc lựa chọn xong cũng đã đồng ý cho người mối hôn này rồi. Ở mắt chỗ, của vi sư đệ tử nhất định là tin tưởng. Nhưng mà đệ tử sắp đến tới mấy trận nữa. E rằng bây giờ chưa phải thời điểm để nói chuyện tới hôn sự. Họ sao đến nữa? Ngôn Bích Tần thứ nhất trúc cơ. Có muốn tham gia đại chiến tiền mà thì ít nhất cũng phải trúc cơ viên mãn chứ. Trưởng môn sao lại phái người đi? Trưởng môn trọng dụng nói đệ tử tham gia vào ma đạo thập kiệt. Chuẩn bị đánh tiên đạo thập kiệt. Vậy đó, đệ tử sắp đánh tan trận rồi. Cùng với tiên đạo thập kiệt phần cao thấp. Đây thật sự không phải là lúc nói đến chuyện cưới gả đâu. Chị đề, ngươi thực sự tham gia vào ma đạo thập kiệt sao? Thấp lên chiến trường sao? Mà chính đạo đệ tử đó đều là đã bảo đồng tử. Thân thủ như là khóa quỷ thị âm lôi châu. Không giống như chúng ta ma đạo quỷ nghèo. Để mà sơ ý là e rằng. Bỏ đi, đã vào ma đạo thập kiệt rồi. Đã tạm không nói chuyện hôm sự nữa. Vì sư sẽ truyền cho hai người. Công bằng mà công chân chính quyết. Để cho hai người các người lên chiến trường. Cũng có 7% để sống sót trở về. Kim Phi, ngồi với sư đệ của người ra trận đi. Giúp sư đệ huynh, giúp sư đệ người. Hả? Anh còn không đi hả? Đi là công bằng mà còn chân chính bí quyết. Hai người nhận lý. Công bằng mà thế. Nuốt đơn tấn công của kẻ địch. Hấp thụ tu thành thể chất bất phạm. Công bằng thì mà giải thể hết đại pháp. Là đốt cháy tất cả tu vi. Còn nửa tuổi thọ. Nuốt đòn tấn công của kẻ địch biến thành đòn chí mạng đánh ngược lại. Nuốt đòn tấn công của kẻ địch rồi chuyển hóa thành giáp cho bản thân sao? Đúng là thần pháp khó lường. Còn có thập phản đồ di mạng, hắn đúng là có không ít con át chủ bài. Xong rồi, trong tiền mà đại chiến này vì sự còn giúp nhiều cho các người được. Trở về tu luyện đi. Đệ tử tuân lệnh. Thành công tu luyện được công bằng mà thể, công bằng thiền mà giải thể đại pháp. Tốt, lại thêm một át chủ bài. Con có một kiện pháp bảo. Đi. Ui, hư mất tôi rồi. Cái gì vậy trời, sao đổi cách dễ vậy? Quen rồi mà dùng. Cùng mày không chế được. Chứ không đợi người khác đánh thì tự ta thấy mắc ối tới chết quá. Đại từ đại bi trưởng đã trở về. Chúc mừng người trời đại từ đại bi trưởng trong lúc ra ngoài đã gặp phải 3 lần kỳ ngộ. Cảnh giới số tầng đã tăng lên đến tầng 18. Cảnh giới hiện tại tầng thứ 11, tiến độ 1%. Chúc mừng người trời đại từ đại bi trưởng nhìn trọng cao tăng phần một tiên pháp đại lụy. Âm tự tiến hóa đại di đà trưởng. Cuối cùng cũng về rồi. Con tự tiến hóa đây sao? Sao nữa vậy? Đại Di Đà trưởng cảm thấy rất tự tin, muốn lâm lão đại quyết định khiêu chiến với âm dương hỗn nghiền công bằng mặt thần công. Ui ui đừng mà. Muộn rồi. Đại Di Đà trưởng bị đánh một cú mạnh, cảm thấy bị tổn thương tâm hồn, hiệu quả tu luyện còn 50%. Đại Di Đà trưởng cảm thấy mình là Phật môn trên tầng, muốn chỉ giáo cho Đại Y Thiền Lồng Pháp chủ. Nhưng mà Đại Di Đà chuẩn bị giáo huấn. Đây là kim cang pháp chú, kim cương bất hoại thần công, liên thủ cùng đánh. Lòng tự tin bị đã kích lớn, hiệu quả tu luyện giảm xuống 500%. Thiền mà nhị thập tứ kiếm cùng ra tay. Tức là Đại Di Đà chuẩn lòng tự tin bị cực lớn đả kích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hiệu quả giảm xuống 5.000%. Ôi không được, người lại làm cái gì rồi đây? Đại Di Đà chuẩn chú ý tới thần dương vô hạn chân kinh. Thần dương
Vô hạn chân kinh thua. Đại di đà trưởng cho là mình y phòng đã khuất phục được giao ngự phòng quyết, lòng tin tăng lên rất nhiều, tu luyện hiệu quả tăng lên 100%. Hai không ngồi dành lập ma đạo tiên hoa mà chỉ biết ha hiếp đứa yếu nhất thì sao? Cũng mày thường dừng vô hạn chân kinh mới tận thứ nhất, nếu không sợ là bị nó đánh tới bỏ nhà ra đi bụi nữa quá. Tôi kệ, vẫn nên niệm Phật đạo kinh thử xem có tiến hóa được hay không. Chúc mừng người chơi Đại Di Đà trưởng, bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh rất có sở ngộ tiến hóa đại Như Lai Phật trưởng. Cảnh giới số tầng là hạng mục cao nhất, đến tầng thứ 20. Cảnh giới hiện tại tầng thứ 11, tiến hóa 2%, tiến độ 2%, đã học xong Như Lai thần trưởng. Như Lai Phật trưởng là muốn đánh lén thiên mà nhị thập tứ kiếm để trả thù. Trả lại tới nữa rồi. Tịch qua bị trùng bẫy, bị đánh thâm cho một trận nữa. Đại Như đã quyết định lần nữa ra ngoài, nhìn trộm cao Phật môn truyền pháp. Nó đã tiến vào tiên đạo liên minh trọng địa, bắt đầu nhìn trộm ở bên trong. Tiên đạo liên minh trọng địa. Lần này tiên ma đại chiến, ma môn vì đối kháng với các người, cũng làm ra một ma đạo thập kiệt. Đây là thông tin của bọn chúng. Nội dung bên trong rất chi tiết. Đây ma tông, thiên tiệt ma môn. Lúc lý của mình bị tông sao lại có tiếng mà không có miếng như vậy? Chỉ mới trút có tầng 1. Ngươi đừng có xem thường cái này lúc lý. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ một tầng, nhưng mà hắn ma Phật song tu, không chỉ tu luyện âm mình quỷ tông, thiên ma nhị thập tam kiếm, còn tu luyện đã cao thâm Phật pháp, nhục thân có thể so với nam tầng kim trường quyết. Âm mình quỷ tông, dự bị là thủ tịch tịch lệ thành, chết ở trong tay của hắn. Chật ma song tu, A Di Đà Phật. Xin hỏi thiên kiếm trường lão có khi nào là lục lý này là nội gián Phật môn không? Chắc chắn không. Tên này hùng hàng giết người thì vứt tiền. Thứ nhất chính là đem người đánh thành thịt nát, sau đó thì vốn tiền giấy thay người đưa tàn. Ngược lại tên này là đệ tử chân truyền của quỷ ma chân nhân, người này miệng cực kỳ thối. Yên tâm đi, chúng tôi không phụ kỳ vọng đâu. Trước tượng tờ mà ngồi đạo, còn thiên địa là một mảnh tươi sáng càng khôn. Các người đến rồi, vậy trận chiến đầu tiên giao cho các người. Lần kiếm sụp, phương âm ly, lục lý giao cho các người quyết chiến vì hắn. Gió. Lẽ nào vị nương tử tương lai đó nhắc tới mình sao? Nhưng mà 3 ngày này kết quả tu luyện quá tuyệt vời, cuối cùng đã lên trúc cơ tầng thứ 2 rồi. Chứ đi à, mau ra đi. Bà sư huynh, sáu huynh tới rồi. Đây là ngày đầu đệ tử đứng đầu, đây là nhân vật chính không được tài trợ. Nhìn kìa, hắn đã tới rồi. Đây chính là cảm giác được người ta chú ý sau. Cũng không tệ. Nhìn kìa, là cái tên rải tiền đó. Hả? Tên rải tiền đã tới rồi. Ây da. Trời ơi, có thể đừng có nhắc cái tên đó không? Lão Lý, bây giờ ngươi là đệ tử đứng đầu, không còn với hành lễ lớn như vậy đâu. À, bà kiến trường mồm và cái vị trường lão, bất luận ta có thân phận gì thì anh lớn cũng không được xem nhẹ. Người đúng là có tầm. Đây là quỷ sát áo trộn và lên bài. Người lấy đi. Cứ từ hôm nay người chính là đệ tử đứng đầu của âm mình quỷ tông. Đã tại trường mồm. Các người hành lỡ. Chúng tôi bái kiến đệ tử đứng đầu. Thân phận đệ tử đứng đầu này rất hữu dụng. Xem ra cứ qua chỉ thoát đầu đuôi xong rồi. Ngoài ra có được tin tức mới, liên minh tiền đạo đã đến Sơn Cốc rồi, chuẩn bị tấn công Ma Thành. Mà nội trong 3 ngày sẽ phái tiên đạo thập kiệt ra quy chiến. Bây giờ bọn tòa đã chuẩn bị đệ tử đứng đầu dẫn một trang chân truyền trúc cơ đi đánh tiền phong. Trận đầu tiên thì đối phó với thiên tài tiên địa ở tiên đạo lấy y danh của Minh Tông Quỷ Tông. Không phải chưa cũng đã. Tình hình bây giờ là sao gì? Giết bọn chúng đi, giết hắn đi. Hả? Cái đầu sành cơ gấp quá hay không vậy? Nói chung là cái gì vậy? Đúng là kiếm chuyện mà. Bây giờ kế hoạch tàu thoát toàn rồi, còn phải dẫn bọn chúng đi đánh Trần Cầm Tử nữa chứ.
Mình thành một tỉnh đại nghĩa từ sau. Mà sư Huỳnh à, Huỳnh có tin gì của tiên đạo thập kỷ hay không? Sư đệ hỏi đúng người rồi đó. Ta vừa rồi với tiên đạo thập kỷ trực tiếp thu thập tin tức. Mà tiên đạo thập kỷ 6 nam tứ nữ đều là trúc cơ viên mãn. Lợi hại nhất là thiên hạ phái nữ kiếm tiền Lan Kim Sương. Rất cơ, 8 tuổi trúc cơ, đang ở trúc cơ viên mãn rèn 10 năm. Kiếm pháp thì đã nhập đạo, thực lực thì không thua kim đan. Hơn nữa còn là đệ tử của thiên hạ kiếm phái, nhất định phải có đống huyền diệu bảo vật. Ê là có 10 tên lịch cảnh cũng không phải là đối thủ của cô ta. Đúng là uy lực đáng sợ. Còn đã, bên trên hình như có manh mối. Nghe nói tiên đạo thời kỳ có một làng kim sườn, một chiêu vô ý, bị bắt vào Tru Tiên Thành. Sắp bị bán đấu giá. Lan Kim Sơn của tiên đạo thập kiệt, 18 tuổi, dáng vóc ngọc ngà bằng sơn hàn túy. Nhưng mà mạnh thế nào thì cũng bị bại. Một chiêu không còn thần liền bị bán vào thành, sắp bị đem bán đấu giá. Hồi dưới ta luôn đi. Nhưng mà Lan Kim Sơn nhất định không chịu hàng. Cắn răng nhìn người trước mặt khinh miệt. Ôi cái đoạn này sao có thể để cho mấy bạn nhỏ xem được chứ. À ta thu tiền rồi. Đây là mấy nữ nhân ta mới mua từ Vạn Ma Thành về. Lục Ly Sư Đệ à, cần tôi gì không? Ta có thể có để xem trước. Ta còn nhiều lắm đấy. À không cần đâu Sư Quỳnh à, cứ giữ lấy mà từ từ thưởng thức. Còn đã, nhật ký chiêu nhục của nữ kim tiền. Tác giả cái rối tiền điên cuồng. À là dám mạo danh viết cái loại văn này vậy? Tên của đệ bây giờ là bằng danh xa gần. Chắc chắn là có mấy cái tên muộn dịp này kiếm lời rồi. Giang trường mặc dù là hơi hạ đẳng, nhưng mà có thể làm người ta thay đổi tâm tính. Biết đâu sau này gặp cô ấy thì nhờ vẫy ma để chuyển bại thành thắng thì sao? Hả? Phi tiền đang bay sao dừng rồi? Lục Lý người ta đi. Hồng Lưu Trần Quân xảy ra chuyện gì sao? Phiền phức tìm tới cửa rồi. Lục Lý đâu? Lục Lý ra đi cho ta. Mau Lục Lý ra đi. Nhưng Ma Tông Khác thì không phục người. Ngươi lại đắc tội với mấy đệ tử đứng đầu của Ma Tông Khác rồi. Mấy tên này đến đây là chặn đường gây sự đó. Hay là để ta ra mặt cho bọn chúng lui. Lần này ta là trưởng lão dẫn đầu. Có ta ra mặt thì bọn chúng sẽ không dám làm lớn. Sau này phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Sao chuyện nhỏ này lại phiền Trần Quân được chứ? Sau này bà sư quên à, để điều khiển cái phi thuyền này có được không? À, được thì được, nhưng mà để biết lái không? Yên tâm, không cần biết đâu. Dược Quỳnh à, Quỳnh phái cái tên Ưng Thiền đó đi kiếm chuyện. Có khi nào chút nữa là một chiều của Lục Lý cũng không chịu nổi không? Yên tâm, ta đã cho Ưng Thiên hắc ma long giáp rồi. Kết hợp với ba lá ma trùm, lại có thể chặn được kiếm khí của Lục Lý. Không có thiền mà kiếm khí, thì chỉ có năng lực cường hóa thần thể, Lục Lý. Chẳng khác nào là bao cát di động. Hay là trước này chưa ai có thể làm ta dốc hết sức nhiều như vậy. Ta muốn cho người tăng nhanh tốc độ, in ra mấy quyển nhật ký nữ kiếm chiều nhục, giúp cho hắn thơm kết tâm thù. Cho tiểu tử này vừa ra Tru Tiên Thành, ta sai người báo tiền cho tiền mình đào bên kia luôn. Hả, như vậy không phải là tiếp tay với địch sĩ sao? Hồi đại tội đó. Không, đây là đem Lục Lý làm mồi nhử. Chờ Lăng Kiếm Sơn bị dụ ra đồng thủ với Lục Lý thì chúng ta mới phục vi sầu trực tiếp bắt giữ nữ kiếm tiên. Đừng lúc trong hậu cùng của ta lại thiếu một tiền đạo nữ kiếm hiệp, có Lăng Kiếm Sơn kia cũng là hợp lý. Lục Lý à, ngươi đừng có trốn nữa, ta biết ngươi đã ở trong đó. Ngươi có gan là ma đạo thập kiệt sao cũng có gan ra đi vậy? Lý nào đệ tử đứng đầu âm mình với tổng chỉ là con rùa cổ thôi sao? Nếu vậy âm minh quý tông đùi thành âm minh quý tông đi. Âm minh quý tông tên hay, tên hay. Ý. Đây là cách làm của âm minh quý tông sao? Tôi muốn vậy, muốn khiêu chiến với đệ tử của âm minh quý tông. Nhưng mà bây giờ các người là giết thủ hạ của ta Ân Thiền, ta hôm nay nhất định phải nói cho rõ. Mọi người đã đến đủ rồi, thủ đoạn ra tay như vậy có hợp để ngồi chung với Dương Hư Nam Cung Long hay không, có xứng là ma đạo thập kia hay không? Thì như ta thấy
thì chỉ là má đỡ mà thôi. Dạ. À, tại hạ lái phi thuyền chưa thành thục, hạ cánh còn đúng chỗ mà mọi người thứ lỗi cho. À, cái này hình như ta có nghe ai cứu ta có phải không? Mà người đâu rồi ta? Tập 49. Do sao đất thành Triều Tiên này có vẻ lại không bằng phẳng thế này? Ý dạ, vì ta còn tưởng là dẫm phải đùi chó chứ, thì rất là vì huynh dạo này anh em dưới này à, hèn gì lại thấy cồn cồn. Ông huynh đạo à, ông huynh đạo huynh không sao chứ? Ngồi nè, tính lại đi, tính lại, tính lại, tính lại, nhanh tính lại đi. À, giờ huynh đạo à, giờ ta không cẩn thận dẫm phải huynh, tại sao huynh lại không lên tiếng chứ? Tiền này cũng sẵn à, tùy thường tiền ta rải cho phụ thần phụ mẫu của huynh luôn nha. À, cái này dùng hết rồi, để ta thì huynh giữ. Để thôi nó thành gánh nặng của huynh đó. Huy đúng là mặt dày mà. Ở đây còn có ai quê hắn không? Nào, giao thành. Cái gì? Mới có mấy ngày không gặp mà thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Nếu như hắn tu luyện thêm mấy năm nữa, đến trúc cơ viên mãn, e rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy hắn phải chết. Lâu thủ tịch à, đây chẳng phải là Diêm Thần Điện đã bị chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi sao? Nơi này đúng là thật tuyệt vời, rất là vĩ. Đây là lệnh bài khống chế Diêm Thần Điện, mời Lục thủ tịch giữ. Đa tạ. À, vậy sư muội à, thế cứ tự nhiên nha, ta bước qua tu luyện đi. À, Lục thủ tịch à, đây đã. Hả? À, Lục sư huynh à, lấy lỗi một mình, có đôi khi có tránh khỏi cái chút không tiện. Chẳng lẽ liền không cần tỳ nữ hạ thân hạ nhân phục vụ một chút vì sao? Lưu tôi tên à, ngươi cảm thấy nội gia như thế nào? Nội gia anh tinh thông ở trái giường ở bấm bóp nấu cơm. Ngồi phi đang lâu như vậy rồi, ta thấy hơi mỏi, thì mọi người ta đấm bóp một tí cũng được. Sơ mùi à, thật ra cũng được, nhưng mà yêu cầu của ta nhiều hơn. Các người còn có con rồng phục vụ không? Hả? Một con rồng không có. À, tí vậy, vậy thôi đi, phiền sư muội rồi. Người bây giờ rất gờ gớm, vậy sao? Hắn chỉ là trúc cơ mà muốn tìm một con rồng tu luyện như anh chụp phụ. Cứ qua tiếp hoặc còn hắn coi như thất bại rồi. Nhưng mà nhìn cái nết biến thái này xem ra, tập văn ký làm nhục lần kiếm sượng sư tỷ chắc. Đúng là giờ hắn biết rồi, hắn là cái địch của chính đạo mà. Phải nhanh chóng quay về báo tin cho Thiên Minh. Đây là kim cang pháp chú, bởi vì người đến chết tu sĩ mà đạo, tâm tình cực kỳ vui mừng, tu vi tiến độ gia tăng 1%. Kim cương bất phôi thần công có thu hoạch lớn, tầng thứ 5 tiến độ 98%, sắp đột phá. Không ngờ tồn tại giải quyết một vài vấn đề lại đem lại nhiều ích cho nó như vậy. Đợi kim cương bất phôi thần công đột phá tầng 6 thì sức mạnh lại tăng lên mới được, mới có thể chặn được đòn tấn công của Pháp Bảo. Đây là một con át chủ bài lớn. Kim cương bất phôi thần công đột phá thất bại. Cái gì? Trong lúc đột phá, tiên ma nhị tập tứ kiếm và cung đằng ma công cảm nhận được uy lực. Nó liên thủ tấn công kim cương bất phôi thần công, phá vỡ thời cơ đột phá. Tức là kim cương bất phôi thần công phẫn nộ, chuẩn bị phản đòn. Đây là kim cang và đây là pháp chú ra tay tương trợ đồng môn tham gia trận đấu. Công pháp của người chơi bắt đầu hồn chiến. Hồi đậu xanh, các người dừng lại đi. À, Thiên kiếm trường lão, đến giờ ăn cơm chưa? Bây giờ mọi người còn nhớ tới chuyện cơm nước hả? Âm ly, có người truyền tin Lục Lý đã tu luyện tới trúc cơ tầng 2, tùy tiện một chiêu liền giết được Ưng Thiện ma đạo tăng tu. Ngày mai nếu như là đồng tới hắn, tuyệt đối không nên bỏ qua. Ngày mai nếu là gặp Lục Lý, ta nhất định sẽ đưa hắn thử lời
sự lợi hại của ngũ hành nhật nguyệt hoàng. Thì lúc đó hắn từ một con cá sống biến thành một con cá chết, mặc cho ta sao nấu hấp hầm. Nhưng mà Thiền Kim Trường Lão hạ, ngươi có đem gì ăn không? Ta đói, ta nuôi đến đói rồi. Đời hả, không phải là người mới ăn tối hay sao? Còn chưa tới nửa canh giờ. Một ngày ta ăn 9 bữa, bữa này mới thứ 6 thôi. Vừa rồi cơm tối, tổng cộng là 230 khối trung phẩm linh thạch 9 bữa, hơn 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Và trở thì hiện lại đấy cô ta qua đây. Tiền mà đại chiến 10 năm, é rằng tiếng đạo đánh chửi sọc bị cô ta ăn tới phá sản luôn rồi. Trường Lão à, ở đây có bao ăn bao ở mà có phải không? Sao chưa gì đã hết cơm rồi? Ây, tầm chút nữa đi tìm mộng huyền Trường Lão đi, ông ấy lo cho. Ừ, hay quá. À, bây giờ chưa đi được, Lân Ti Tỷ chưa ra. Trường Lão, Kim Sượng sao rồi? Mùi Lân Ti Tỷ xuất quan rồi. Trường Lão yên tâm, con đã là thiên ảo cảnh đánh 130 trận toàn thắng. Phát biến mới của Lục Lý trong ảo cảnh, con đã bị bại dưới tay của con. Con bàn quyết thì tuy lợi hại nhưng mà tu vi thấp, một đòn đã thua. Ừ, hay đó, ngày mai con với Âm Phương Ly đi tru tiền thành khiêu chiến. Thiên Hạ Kiếm Phái Lăng Kiếm Sương để đến thách đấu Lục Lý trong Ma Đạo Thập Kiệt. Không ngờ người đầu tiên thách đấu là Lăng Kiếm Sương. Lục Lý tiên mình gửi thư khiêu chiến rồi. Lăng Kiếm Sương là người thách đấu người. Ừ. Trần Quân, thư khiêu chiến ta biết rồi, nhưng mà bây giờ ta có chút vấn đề. Ngươi không phải là tàu quả nhập ma, mà là ma Phật sông tù đã đến cảnh giới nhất định nên xảy ra thông đột. Vậy phải làm sao giải quyết? Cách đầu tiên là để ta trực tiếp ra tay, thì người trấn áp xung đột công pháp. Nhưng mà lần sau bộc phát, vấn đề sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa thì cũng không ai biết được khi nào sẽ bộc phát. Hình như mạo hiểm quá đó. Cách thứ hai không? Có tu luyện một môn công pháp vô thường đạo môn, đạo Phật mà công tu. Trụ cột thì cũng vẫn cùng vào trấn áp, sau này không gây rắc rối nữa. Thì ra là như vậy. Trần Quân à, ta có một thanh cầu, nhờ Trần Quân tu luyện với ta. Nhờ Trần Quân hộ pháp ta tu hành, sau này ta nhất định sẽ lấy thân. À không không, ở sức tương trợ khi ngươi còn. À được, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Ta sẽ giúp ngươi mà muốn ta làm gì? Nhờ Trần Quân độ vừa vô thượng chân khí cho ta là được. Nói đi cũng phải nói lại, màu vàng là công pháp Phật giáo, màu đó là ma giáo, quân cái này thì ta biết. Nhưng mà cái màu xanh là cái gì? Ngươi đã dùng quà thanh xà trần huyết, có thể còn lại là huyết mạch của thanh long. Trước giờ ngươi chưa hoàn thành được chuyển hóa nên bây giờ công pháp xung đột nó mới bắt đầu xuất hiện. Thanh long thuộc mộc, mộc sinh hỏa, người tu mộc hóa hành đạo pháp là có thể luyện hóa. Vậy Tứ Hà luyện Nhật Chân Kinh có phải không? Ở đó không phải là vô thượng đạo môn. Muốn luyện hóa thanh long huyết mạch thì cách con luyện vô thượng đạo môn Phật môn rất rối lắm. Ở đây ta có một viên kim điểu hoàn, người uống rồi đợi một chút tu luyện. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn thì tu vi của người cũng không bị giảm. Ngoài ra ta đây ân của Trần Quân, Lục Lý suốt đời không quên. Đừng có một mẹp nữa, tu luyện đi. Lăng Kiếp Sườn đang lập trận ở ngoài thành đó. Nhưng mà những người còn cần thời gian tu luyện hóa, ta tìm người thay người từ chối. Hồng Lựa Trần Quân đang ở trong phòng của sư đệ. Xảy ra chuyện gì thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà sao cũng có chút đồng tính như vậy. Lục sư đệ à, người có ổn không? Lăng Kiếp Sườn đã ở ngoài thành kìa. Hôm nay cũng tới. Bà sư huynh, nhờ huynh thay ta từ chối. Cái gì? Sư đệ à, mấy ngày nay đệ không xuất hiện trong thành, người ta đang bàn tán. Đệ cũng không ra, sợ rằng danh tiếng của địa tổng môn có vấn đề đó. Bà sư huynh, đây là ba cái túi dạng nan, huynh thì có sử dụng, làm cho Lăng Kiếm Sương đó không đến mà lui. Ừ. Cái gì trong đó mà thần kỳ vậy? Thôi kệ đi, cái gì cũng được, con chỉ có thể tin Lục Lý sư đệ thôi.
Bạch Kim Phi, đâu để đứng đầu của các người lái lâm quân rùa cò à? Sao không đồng ý khiêu chiến chứ? Lúc Lý bị sợ không dám ra ngoài luôn, ngày nào cũng bắt người đi cứu tự, sao mà sợ chết vậy chứ? Các người nhìn đây, âm mưu quỷ tùng của ta chỉ là để thời cơ quyết chiến ở bên ngoài nên chưa ra mà thôi. Để chỉ lần kiếm sườn công đến mà lui. Lưu sư đệ chắc đệ không để ta, không để ta toàn thầy xuống đại trừ. Độc to, này hình như có hành động mới à? Bất luận hắn làm gì, chỉ cần Lục Lý không dám ra đấu, thì tên tụi của hắn sẽ nhanh chóng tàn thôi. Chúng ta chỉ việc thuần theo đối báo, đó để báo thù, thuận gió để thuyền thôi. Lần kiếm sườn, ngồi thành nghe đây. Quyển nhật ký của người không phải do Lục Lý ta viết, có người cố ý cài bẫy ta. Tác giả chính là Dương Hư của Đại Ma Tông và Nam Cung Long của Thiên Huyết Ma Tông. Có thù phải báo, người muốn báo thì tìm hai người bọn họ. Tiêu rồi, bãi lũ rồi. Tập 53. Chiếu úp nồi này của sư đệ quá hay, bất luận lại viết, chỉ còn đem thù oán này để cho người khác là xong rồi. Mà đạo các người đây ác gian tà, ta không báo qua ai hết. Ngày mai tới lượt Dương Hư, hôm nay Lục Lý người ta vẫn phải giết. Mày còn gái cái người đúng là bưng quá. Sư đệ có cách nào không đây? Loan Kim Sườn, đây là lời của Lý Lục Lý đệ tử Âm Minh Tông, người nghe rõ chưa? Lục Lý ta mới đột phá trúc cơ, thời gian tu hành không ngắn, người tự biết người không phải là đối thủ của ta mà. Để báo nghị sao ta hoàn thành đột phá, định là kêu chỉ người đánh ngươi quỳ xuống gọi ta là phụ thần nhé. Lai sư muội à, Lục Lý đang câu thời gian đó, người mà giáo không đáng tin đâu. Hắn là đệ đệ của Quy Mà Chân Nhân, miệng tối cực kỳ, đừng có tin lời hắn. Lần thì à, đừng có tin lời hắn. Mẹ muội lúc còn sống từng nói, nam nhân càng đẹp thì càng điêu. Hắn dung mạo anh tuấn, chắc chắn là miệng lưỡi dẻo ngọt điều ngoài, giống như là phụ thần của muội. Nói như một đời chỉ lấy mẹ muội, kết quả lại lấy thêm người thứ hai. Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy đâu. Người mà giáo bớt nói đi, nhanh kêu có tên Lục Lý đó ra đây chịu chết đi. Không có tác dụng sao? Sư đệ nói mấy cái câu này là cái gì vậy? Tự đâu ở lũ ba ngày sầu chôn thực hả? Nhưng mà như vậy thì cũng đừng có chôn mình chứ. Ôi, cái cuối cùng rồi, đừng nói sư huynh ta không tuần thị đấy nhà. Băng ra câu này là lạ lắm mà nhà, băng cái gì chứ? Thì ra là cái này à, chiêu này có Lục đệ hay lắm đi, đúng là phong cách của người mà giấu. Lên cái sườn, ngươi nhận lấy đi, đây là quà của Âm Minh Quỷ Tông của tặng người. Lên sư mùi à, cẩn thận có độc, trên đồ này có độc thì cũng không hại được mùi đâu. Đây là con đi, ta sẽ cho người đến xem bí mật của chúng ta nhé. Để lúc đó có tin đồn thất thiệt và hôn sự của chúng ta sẽ xuất hiện. Bị ổi, chúng ta đi. Ở trên đó viết gì vậy? Sao phải đi? Không liên quan tới Quỳnh. Ta còn hỏi. Em đi xem mùi à? Có sao còn chưa đi không đối à? Mùi đang lo cho lắng cho tỷ. Yên tâm đi, giờ vào kiếm thần của Lăng Sư Muội thì con có bảo bối phòng thần. Mời Lục Lý thì cũng không phải đối thủ của mùi ấy đâu. Không phải chuyện này mùi lo lắng, là sợ Lăng tỷ thích Lục Lý cơ. Sao có thể chứ, Lăng mùi ghét nhất tình đó lắm mà, hận không thể giết được luôn ấy chứ. Mùi đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi, mới bắt đầu viết một sống một chết, kết quả sau cùng hai người thành đôi đó, có cuộc sống hạnh phúc cũng có con cháu nữa cơ. Cái đó là tiểu thuyết thôi, Lăng mùi à, là kiêu nữ, sao có thích một tên ma giáo bị ổi như vậy chứ? Hay là chúng ta mau quay lại hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi? Được. Nhưng mà dự cảm của mùi rất đúng đó. Nhìn kìa, Lăng Kiếm Sườn đi thật rồi. Đi rồi sao? Đúng là không đến từ lùi, không thú vị gì cả. Vì bà sư huynh này, Minh Quỷ Tông Lục Thủ Tịch không đích thân lên đài, lại có thể làm cho Tiên Đao Thập Kỳ không chiến từ lùi. Thủ đoạn đúng là rất cao. Không biết có thể tiết lộ một chút vừa rồi trong túi kia là cái gì không?
À, con thì tiết lộ. Cùng mày lớn kiếp xương đi thật. Lớp sứ điệu đột phá lần này lâu quá. Nếu như cứ không xuất hiện thì phải làm sao? Kệ đi, ông đứa chân quân cũng ở trong đó mà. Nói không chừng là đang làm chuyện vui nên không ra được cái chứ. Đã dùng kim ô hoàng, Thượng Dương vô cực trần kinh bắt đầu thôn phệ. Tự nhiên là ăn nhân gian mỹ vị, hiệu quả tăng lên 10.000 lần. Thượng Dương vô cực trần kinh cảm ứng được vô thượng đạo môn chân khí tồn tại, xin lòng kinh ngưỡng, phấn chấn tu vi, tốc độ tăng lên là 10.000%. Công pháp công kích động, chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì tu luyện thiền mà nhị thập tứ kiếm, cơ thể con người trời rất thu hút rất nhiều kẻ săn tinh ngoài thiên hạ. Một con ve 66 cánh xâm nhập cơ thể của bạn. Đại Như Lai Phật trưởng liên thủ với thiền mà cùng hộ chiến báo thù xưa. Chúc mừng người chơi Đốn Dương Vô Cực Trầm Kinh đã tu luyện trầm chỉ, trong hồn chiến đã đốn ngộ, đột phá lên tầng thứ 5. Nhưng mà Như Lai Phật trưởng phẫn nộ, mấy công pháp khác điện thủ về sợ sổ cánh bị trấn áp. Đại Như Lai Phật trưởng đã bị trói lại, bị đánh, tâm tình đau khổ, hiệu quả giảm sút 10.000%. Đạo Phật mà công pháp của người lại tiến vào giai đoạn điều hòa, quyết định cùng nhau đột phá. Người chơi đột phá tới đạo đại đạo căn cơ, đây là tam hoa tịnh đạo đỉnh đạo cơ. Ta đột phá thành công rồi, ta ở tầng thứ 4, pháp lực bây giờ tương đương với 2 lịch cảnh. Quỳ đã tà chân quân đã nhắc nhở ta tu luyện 3 công pháp cùng nhau, hóa giải nghi hiểm tiềm ẩn, còn cho ta linh đan. Ơn này ta ghi nhớ mãi không quên. À được rồi rồi, không cần cảm ơn. Ta cũng cảm thấy rất vui khi ngươi có được tam hòa tụ đỉnh cơ. Tam hòa tụ đỉnh cơ. Ngươi đã tu luyện được 3 công pháp đạo Phật mà cùng nhau, nắm rõ căn cơ của đạo. Xuất hiện dị tượng ngưng tụ tam hòa trên đỉnh đầu, chính là tam hoa tụ đỉnh cơ. Do đó, pháp lực của người rất mạnh, có thể so sánh với trúc cơ viên mãn. Hủy quá hơi rồi còn gì? Nếu như truyền ra bên ngoài thì chẳng phải danh tiếng của ta sẽ tăng lên một bậc hay sao? Nhưng mà trong mắt của mấy cái tên ma đạo, người chính là cái lò luyện dương bổ dương, luyện âm bổ âm tốt nhất cho chúng đi nhà. À, vậy thôi quên đi. À, phải rồi, lấy kiếm sườn kia vẫn còn bên ngoài thành đúng không? À, đi rồi. Nữ tử da mặt mỏng này, nếu như bị trêu chọc đến tức điện thì sẽ bỏ đi. Hả? Lưu Ly à, ngươi cứ ở đây tu luyện cùng cô cảnh giới, chuyện bên ngoài không còn quan tâm. Thập đại quý tông còn gặp mặt gấp, ta đi một lát. À được rồi, Trần Quân nhớ cẩn thận. Vậy ngươi cũng vậy nhé. Túc chủ Lục Lý, cảnh giới trúc cơ tầng 4, âm dương hỗn nguyên công bằng thần công, tầng thứ 14, tiến độ 9%. Đầy lòng pháp chú tầng 3, tiến độ 25%. Đại lực kim cang pháp chú tầng thứ 3, tiến độ 20-30%. Thấn kiếm thuật viên mãn, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 6, tiến độ 9%. Thượng dương vô cực chân kinh tầng thứ 6, tiến độ 1%. Tiêu vào ngự phòng quyết tầng thứ nhất 16%. Đại Như Lai Phật chưởng tầng thứ 11 90%. Kim cương bất khỏi thần công lên tới tầng thứ 6 rồi, mà kim cương hộ thể được gia cố, pháp phòng thủ cũng tăng thêm ý lực. Có điều đây là lần đầu ta thấy con ve sầu ở ngồi vào thiền quỷ, phải giải quyết rắc rối này mới được. Thiên ma ngoại vật vô hình vô chất, có mặt khắp nơi. Hỡi khi tu sĩ sinh tầm mà đã thu hút thiên ma ngoại vật dòng ngõ. Một khi thiên ma xâm nhiễm thì cả người sẽ thay đổi lớn, sẽ tính tình. Đồng thời thì mà sẽ chiếm đoạt sự lớn mạnh của thất tình chi lực sinh ra trong thất phách của tu sĩ, cho tới khi linh hồn của tu sĩ bị thiền mà xâm chiếm hoàn toàn. Công pháp nội loạn khi đó, từ lúc sơ hở chui vào, đã bị tìm thấy. Ta đi là không thể. Nếu như không có bất kỳ một khả năng dẫn tới càng nhiều thiên ma hơn,
đã xâm nhập tàng bào, nhưng mà đi lâu trong cơ thể cũng không phải là cách. Mà thiền mà nhị thập tự kiếm và nó cùng nguồn gốc, nếu không chừng thì có thể đem nó luyện hóa thử xem. Do thức tỉnh chỉ là không đủ, thất bại. Bạn thử sử dụng thiền mà nhị thập tự kiếm luyện hóa lục dị kim thiền. Nói như vậy là có hy vọng. Đáng tiếc là lê cánh chết rồi. Nếu như không vừa vào hãng là có thể ngày ngày cung cấp thức tình chi nộ, thức tình chi ác, thức tình chi hận. Nhưng mà thức tình chi lực này so với thứ mà lời cảnh cung cấp lúc trước còn mạnh hơn cả gấp 10 lần. Ai lại hận tới như vậy? Ôi, Lan tỷ tỷ, giận dữ quá. Lan tỷ tỷ à, tỷ hận lục lý đó như vậy. Mùi đột nhiên nghĩ tới một cách hay để trả thù hắn. Cách gì vậy? Mẹ mùi từng nói, cách tốt nhất để trả thù đàn ông chính là sinh con trai cho hắn. Sinh 7, 8, 10 đứa con trai, sau đó lại bỏ rời hắn, để cho hắn nuôi một bầy đàn con nhào nhóc. Sau này, cũng chẳng có người phụ nữ nào dám gả cho hắn nữa. Cách này phải rất tà ác đâu hay không? Cùng mày chủ ý ngốc nghếch này là do con ngối ra. Nếu đổi thành người khác thì e là đã bị một kiếm cô lần kim sườn chém chết rồi. Ở Trường lão thiền kiếm, lẽ nào con nói còn đúng sao? Trường lão, con chưa thở chém đứt cái tên đầu chó của lục lý, con bị hắn kích cho rút lui. Vòng mồm Trường lão thiền kiếm trách phạt. Không sao, tiền mình đã có hoạch khác rồi. Không đến 3 ngày thì ma đạo thập kiệt chắc chắn sẽ dốc hết sức toàn bộ lực lượng. Điều cái con cần làm bây giờ chính là trước tiên phải dưỡng tinh thần nuôi nhỏ khí, chuẩn bị 3 ngày sau giết ma trảm tà. Ngoài ra cái con hãy đeo theo cái này. Đây là vấn hoàng do đạo minh làm. Hình tượng giết ma trảm tà có thể thông qua vấn hoàng này truyền về các đạo minh Phật môn. Các nơi núi là phải trực tiếp, hy vọng cái con sẽ không khiến cho tiên đạo thất vọng. Dần 3 ngày sau, con thể phải lấy mạng của lục lý, bầm vầm thi thể của hắn thành 100 vạn mảnh. 3 ngày sau, còn mấy ngày trời cũng chưa từng dừng lại. Thế này thì hận ta nhiều cỡ nào chưa? Chúc mừng ghi chủ, luyện hóa lục dị kim thuyền thiền mà thành công. Luyện chế thành công. Thành công rồi, đây là ma kiếm mà thiền mà bị luyện hóa thành. Liệu một thành thiền mà kiếm tốt, đồ sắc bén này sợ là sánh được với linh khí cực phàm rồi nhỉ. Hơn nữa bây giờ sử dụng cũng không cần phải tiêu hao thất tình chi lực. Linh khí cực phẩm có thể dùng bất cứ lúc nào. Nhưng mà dù sao cũng là đồ của thiền mà ngồi vật luyện thành, không biết liệu có tác dụng phụ gì không. Hả? Linh khí xung quanh là sao đây? Lấy nổ bao đồng nhỉ? Mà tiên minh tấn công tới rồi. Ôi chết tiệt, tên này là muốn lấy mạng à? Đi. Đó là đạo khí xuất thế rồi. Đạo khí linh bảo trong truyền thuyết chứ đừng đại đạo quy tắc. Uy lực cực lớn, con có thể trấn áp khí vận một phái. Hai đạo tiên, mà ngày nay chỉ có hai đạo khí. Một là thiên hòa như ý nằm ở trong tay, minh chủ đạo mình tuyệt sát kinh thành. Thứ còn lại là phạn thiên độ thế bảo truyền, thờ cúng trong đạo trong đại hùng bảo điện ở đại lôi âm tự. Thập mà một đã chưa từng được cái nào. Đạo ghi xuất thế rồi, ta đời mồm mồm đã đạt được thỏa thuận. Phần chia tri tiên cốc thành 10 khu, mà mồm cũng tìm trong khoảng 10 đất của mà mồm. Trước môn cốt truyện mà lên xuống, bộ phải tìm được đạo khí trước khi tiên minh giành được một bước. Nghe rõ chưa? Đạo khí xuất hiện bất ngờ như vậy, liệu có phải là cái bẫy của tiền mình không? Chắc không phải. Một đạo khí còn quan trọng hơn cả 10 dạng thiên tài trúc cơ. Tiền mình có lẽ sẽ không bỏ ra vốn lớn như vậy đâu. Lục lý, khu vực mà âm quỷ mình tổng chúng ta tìm kiếm là giải hướng đông nam.
Ba trì thiền cốc lần này sẽ dẫn người dẫn một đội xuất thành tìm kiếm đạo khí. Ngoài ra, Bạch Kim Phi lại theo phiêu theo ba người đi theo ở phía sau. Chi viện bất cứ lúc nào lập tức xuất phát. Tướng mệnh, ta tự tiên kỵ mình cũng cùng theo lục phủ ở lục thủ lĩnh xuất phát tìm kiếm. Ta cũng muốn theo đội lục thủ lĩnh. Ta cũng vậy. Vậy thì đã tạ bà gì? Kỳ lạ. Chuyện nguy hiểm như vậy lại dành đi. Còn tự so tài muốn vào đội của ta. Ba người này chắc chắn có vấn đề. Tôi nói này lục thủ lĩnh à. Mọi người là sư đệ Quỳnh Môn. Tất phải khiến cho bầu không khí gượng gạo như vậy. Giống như là mọi người đều mà ý xấu trong lòng vậy. Mọi chuyện phím chút không được thì sao? Đạo khí không tìm được nhanh như vậy đâu. Không có, ta chỉ là nhiều tuổi rồi, chẳng không được nhanh nhẹn. Lô thủ lĩnh à, chúng ta đi cũng khá khá xa rồi. Hay là nghi ngờ phía trước khôi phục lại chút pháp thuật thế nào? Mọi người qua đây trước đi, để ta xem thử xung quanh thêm chút nữa. Việc này mệt chết ta rồi. Lẽ nào thực sự ta nghĩ nhiều ư? Ba người này mà Bạch Sư Huynh dẫn theo kia đằng xa cũng không có bất kỳ một dị thường gì sao? Nhưng mà đạo khí xuất thế, cục diện khiến cho hai đạo chính ta tranh giành với nhau, thì không nên yên tĩnh như vậy chứ. Thiên Ma Nhị Thập Tử Kiếm của bạn hấp thu được thất tình chi hỷ, thất tình chi hận, thất tình chi dục. Sao đột nhiên lại có thất tình chi lực lớn mạnh như vậy? Thế nào? Thiên Ma Nhị Thập Tử Kiếm của bạn đã thu được thất tình chi độ, thất tình chi ái. Thiên Ma Nhị Thập Tử Kiếm của bạn đã thu được thất tình chi hỷ, thất tình chi hận, thất tình chi dục. Thiên Ma Nhị Thập Tử Kiếm của bạn hấp thu được thất tình chi nộ, thất tình chi ái. Hả? Cái này đáng ghét. Con cá chép đáng chết này cứ lơ lơ chậm rì rì ở bên ngoài đại trận làm cái gì? Còn không bước vào, ui sốt ruột chết mất thôi. Chạy rồi. Trực tiếp ra tay, không thể để cho hắn chạy. Ta chạy thối đứng lại cho ta. Mờ kịp quá những con bẫy mà. Lưu trị địa bọn ta tới giúp đệ. Dì sư Quỳnh à, làm phiền Quỳnh chàng bốn người ra lại. Chốc lát là được rồi. Không thành vấn đề. Đi. Đi là đạo bính. Đó là Diệp Thành, thủ lĩnh của tiếng hợp mùa. Hay giờ xem ra, đây là người nổi tiếng trong thập kiệt. Lục Lý, chớ đi. Phải kiếm khí hung hãn như vậy. Xem ra quá tức là hơn ta tới thấu xương. Cờ chép đừng chạy, xem ta lấy mạng của người. Tâm pháp hiện diệu quá, nhưng mà chị không thoát được khỏi ngũ sơn chỉ của ta đâu. Đình thần pháp, đình phòng chú, đình linh phụ, băng sơn, hổ phụ, tam sơn ngũ nhạc lớn linh phụ liệt trận. Thần pháp lợi hại, thế mà lại có thể khống chế được ta ở một khoảng cách. Ở gì đồ phục, lâu thí chủ biết khổ không bờ bến. Quấy đầu là bờ. Thật là lấy tử bi làm gốc đó nha. Chị chết đi. Gì đà Phật. Là tỷ tỷ. Chuyện này sao có thể? Đến người cũng không có khí lực. Chưa ăn cơm sao? Kim ca bất hoại lên. Tùy vào tố của con người, ta muốn rút cờ ngừng ra kim đang pháp tướng. Sao người lại có biết kim càng quyết của phần môn ta còn có thể ngưng ra kim càng pháp tướng? Pháp tướng có con mà thôi, khó lắm hay sao? Không phải chứ, không phải chứ, người là thiên tài phần môn mà. Tu hành ở đây lối âm tự nhiều năm như vậy, không phải là vẫn chưa luyện ra được đây chứ? Có cần ta dạy cho ngươi không? Ôi, Lục Lý, ngươi đừng có hình hoàng.
Tình hoàng liên quan đến gì ta cô? Hơn nữa ta đang nói chuyện với tiểu hòa thượng này, cô chen miệng vào làm cái gì? Ngực to thì hay lắm mà. Ngươi cái đồ áo sắt nhà ngươi. Còn nữa, cô bé lúc nãy nói là muốn giết chết ta. Này nào, mau lại đi nào. Lên sư muội đừng có phí lời vì hắn, chúng ta cùng nhau lên. Chị sư huynh, huynh tới thật là đúng lúc. Sư đệ tới tới giúp đỡ. Bà sư huynh, huynh không sao là tốt rồi. Có nhìn thấy ra ba người của đội cô đệ lúc trước không? Kể ở đó là đồi giải, ở trên đường chính là bọn họ muốn dụ đệ đi vào bẫy của tiền đạo. Cái gì? Rõ ràng người tới chỉ có mấy người bọn họ, tại sao lại có thất tình chi lực lớn như vậy? Tại đạo mình trùng châu. Minh chủ đạo mình. Đạo cơ tam hoa tụ đỉnh à? Có chút thú vị. Núi phi tiên. Chà, kỳ lạ. Trên người tiểu tử này sao lại có hơi thở của kim ô hoàng? Ở chùa Lôi Âm. Gì đạo Phật. Trên người của đời đệ tử Ma Đạo này, tại sao lại có hơi thở của Phật Pháp thuần túy tới như vậy? Bất luận như thế nào, thì có những thất tình di lực này tồn tại, nếu không chừng, thật sự có thể chiến đấu. Sư Quỳnh à, Quỳnh đứng sang một bên đi, xem đội biểu diễn là được rồi. Sư Đi à, để đến đó một mình bốn người, lần kiếm xuân ư. Sư Đi à, hãy cẩn thận với Di Thành, thủ lĩnh của Tiên Hà Môn. Tuy rằng vừa rồi chỉ là chỉ giáo với hắn một hiệp, nhưng mà pháp lực của hắn e là có thể sánh với tám lệ cảnh. Yên tâm đi, sư huynh. Luôn hơi thở này là thiền ma, linh khí do thiền ma luyện chế. Thứ này có khả năng nuốt trọn tâm trí, sư đệ. Đệ chỉ lớn gì sao? Là để kiểm soát chứ không phải là nó kiểm soát đệ. Đó là gì ngộp xong rồi à? Khi ta không biết tự lượng sức mình mà muốn tìm cái chết vì ta tác thành cho người. Làm nhảm nhiều thật. Lúc mẹ người sinh người ra, có phải là đã biết giúp người sinh thêm một cái miệng nữa hay không? Chịu chết đi. Thượng tướng kiếm của thiền mà thập nhị tam kiếm. Gì đà Phật. Để Tiểu Tăng đọ sức cùng với Lục Thí Chủ một thể nhé. Kim Cang hộ pháp. Chả trách người lúc trước lại kinh ngạc như vậy. Luyện lâu như thế mà cũng chỉ luyện ra được cánh tay. Ngươi. Ông Lê. Chúng ta hiệp sát từ phía trên. Được. Tôi thích xen miệng vào đến như vậy sao? Tiểu hòa thượng à. Vẫn nên để tới vậy cho người chút nhé. Kim Cang pháp tướng. Là dùng như thế này nè. Tân nhấn quá đi, thật sự là quá tân nhấn đi. Nhưng mà ta cực kỳ thích. Bỏ không tướng đạo hữu ra. Không có, vậy ta sẽ trả lại cho người. Trả thêm cho người cũng đấm nữa. Tiên đạo tạo kiệt, chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Ôi Diệp Sư Huynh, Lần tỷ tỷ à, tới này còn đúng lắm. Hắn có những tăng công lực đột ngột, pháp lực giống như là dùng không hết, kỳ quái quá đi. Đáng ghét. Cái sư muội à, ở không tường đạo hữu đã bị thương rồi, tiên cơ đã mất, nơi này không thể ở lại lâu. Đừng kế nào, đừng hòng chạy được. Chà. Bốn người ông ta liên thủ lại, không những bị hắn đánh cho rút lui, ngay cả việc khiến cho hắn bị thương cũng không làm được. Lục lý này rốt cuộc là quái vật nào? Mấy vị tiên đạo hữu đã tới đây rồi, chỉ bằng tới Thái Ma Tông của ta làm khách mấy ngày nhé. Không ổn, trúng mai phục rồi. Lần kim sườn pháp lực của các người đã hết rồi, là bị trọng thương, hôm nay không đi nổi rồi. Người hãy ngon ngỏ ở lại làm một trong những hậu cung của ta đi.
Chết rồi. Đây Thiền Long Đại La Chư Phật, Thế Tôn Di Đà. Là hắn, Bát Nhã Ba Mật Hồng. Lục Lý, người có ý gì? Ra tay có người có tiền đạo, lấy nào? Người là nội gián của tiền đạo sao? Sớm đó phán bồi lời mà giấu. Người có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Hiện giờ tiên ma đại chiến, người thế mà lại không mang đại cục. Cho dù người không phải là nội gián, thì cũng phải chịu ngàn đau mà chết. Đại cục à? Các người hiện giờ vẫn muốn dùng đại cục để trấn áp từ. Lẽ nào các người vẫn chưa nhìn rõ thế cục vì sao? Hiện giờ ta chính là đại cục đấy. Vẫn muốn báo linh trình để ta chịu hình phạt à? Về Chu Tiên Thành rồi hãy nói nhé. Ngươi sư đệ, hiện giờ lôi kéo thần thù hận sợ là không ổn lắm, bọn nên chớ phục bụng lăng kiếm sườn trước đã rồi tính. Sư huynh à, huynh cảm thấy ta sợ bọn chống mưu ta? Thực ra không phải sư đệ, để ta sự không sợ bị thiền mà ảnh hưởng sao? Ta cảm thấy dáng vẻ này của đệ có chút không ổn lắm. À, ta không phải đã từng nói rồi sao? Là ta kiểm soát nó, không phải nó kiểm soát ta. Nhắc nhở, thiên ma mất kiểm soát, đang dẫn dụ thiên ma xâm nhập. Nhắc nhở, thiên ma đang mưu đồ kiểm soát ý thức của tông chủ. Bộ dân cái tiêu tư này vô cùng kỳ quái, dứt khoát lừa được hắn trước rồi là tình kế. À Lâu Ly, ân oán cá nhân giữa ta và người, à, chỉ bằng bỏ qua một bên trước đã. Sau này ta nhất định sẽ xin lễ vật xin lỗi người. Điều quan trọng nhất lúc này là tống lấy 4 người làm kim sượng áp giải về Chu Tiên Thành. À vậy sao? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Kiếm khí vùng ra mạnh mẽ quá, chàng không đổi một tránh đi. Ui, ta mắt của ta. Một lần rồi lại hai lần, hai lần rồi ba lần. Lục Lý là người ép ta đổ. Cố huyền tà sát. Đó là tầm thiên tiệt mà tông. Tiêu hào màn thọ để đổi được. Nội bộ đã nhậu tàn nhẫn ác liệt như vậy, bọn chúng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không, điều quan trọng nhất là trước mắt là đứa bọn họ rút lui. Đây là cái gì? Vòng vây thoát không nổi là cái bẫy mà bọn chúng đặt trước rồi. Chuyện tới nước này chỉ có thể dùng cái đó thôi. Đi. Đây là phù truyền đúa. Là tỷ tỷ, đừng mà. Bản thân đi cầm nổi thì cũng phải thuyền đưa bọn chúng đi. Thật là cám đông mà. Người hãy cùng bọn ta quay về dựng hỏi vừa điện một hồi nữa tìm kiếm chịu nhục ký thực sự đi. Muốn cướp cùng mồi của ta đi sao? Đây là Lục Lý bị hạt sát, ta thân của ta trối chặt. Thì hãy ngon ngon ở yên đó đi. Đợi bọn ta chơi xong của ta thì ta từ từ sẽ xử lý người. Ta nói rồi, đừng có mà cướp con mồi của ta. Âm dương hỗn nguyên, con ma con bằng ma thần công, chỉ có vậy thôi à? Bớt con thường người khác đi, xuống địa phủ mà sám hối cho ta. Thiền bá tuyệt trắm. Chi tiết là tiểu hòa thượng đó không nhìn thấy được. Đại Di Đà chướng này phải dùng như thế này nè. Đại Như Lai Phật chúng. Rồi, sư sư đệ, đệ tên tiểu tứ Lục Lý nhà ngươi. Thế mà lại giết chết nam cùng lòng ở trước mặt mọi người. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? 10 phút trước. Nhắc nhở hết. Lượng lớn tiền ma xâm nhập, ý thức tỉnh chỉ bị kiểm soát. Để đề phòng tiền ma hoàn toàn xâm chiếm tức chủ.
Bản thân quy định hiệp trợ trấn áp. Người đã luyện hóa tất cả bọn chúng. Rõ. Cút. Vừa rồi là tôi qua nhà mà. Đến chích nằm cùng lông rồi đi. Vẫn còn chuyện tốt kia này á. À này, nếu như ta nói là bởi vì ta đã tu luyện thiền mà nhị thập tam kiếm, vừa rồi mới không cẩn thận bị thiền mà xâm nhập, mới không cẩn thận đánh chết hắn người có tiền không. Ôi ta tình người cái con quỷ ấy. Đồ đi nhà người tránh xa ta một chút đi. À, túi này nói lời chân thật à, cũng không ai tin. À, vậy người muốn sao? Vẫn muốn chuẩn bị cướp người với ta sao? Bây giờ người phạm lỗi lớn rồi, đã bị thập đại ma môn trừng phạt đi. Có mỗi là tên Dương Hư, yếu ớt như vậy. Vậy thì vị đạo hữu này, bây giờ chỉ còn là hai người chúng ta thôi. Còn rảnh thì cùng nhau quay về xem sách công. Lần sư tỷ, nơi này là tiền minh đào quang. Đây là phù truyền đưa lát sứ mùi dùng toàn bộ pháp lực ngưng kết. Đã nghe mà không chỉ đại bài, còn ký danh lát sứ mùi rô vào mà giáo. Vì vậy ăn nói thế nào? Không, không được. Ta phải đi cứu lát tỷ tỷ. Hiền thiên hậu thuật, đấu chuyển tình nhi. Vậy đã, cái giá của pháp thuật này lấy năm mũi lạ. Đổi chính mình qua đó sao? Ý. À hay, Lục Lý, xin chào. Ôi trời, giờ nên làm như thế nào mới tốt đi? Bái kiến đào minh chủ. Có chuyện gì? Chủ à, lần này giết mà thất bại rồi. Sĩ khí tiền mình đã bị đánh tổn thương nghiêm trọng. Là phù hộ tạng với đạo hữu của hai đạo tiền Phật. Vâng mộng ngươi giáng tội. Còn vừa hãy ngược lại, ngươi làm rất tốt. Vẫn mong minh chịu chỉ điểm. Kiêu binh thất bại. Một Lục Lý có thể khiến cho cả tiên đào vạn người một lòng. Sống số ý chí chiến đấu. Điều này không phải rất tốt hay sao? Lão Vũ hiểu rồi. Tên tiểu tử Lục Lý này đã trở thành kẻ địch chung của tiền mình. Vô số thiên tài, tiền đạo vì giết chết kẻ thù chung của tiền đạo mà hăm hở vươn lên. Bộc phá tiềm năng dung mạnh tiên tiến. Vậy Phương, ông Lê thì làm thế nào? Phương Lê là thiếu nữ mà tu luyện thuật huyền thiền của huyền thiền hoàng bởi vì mẫu thần qua đời. Mà tử qua nhà mà, cuối cùng thì thoái hóa trí tờ. Chỉ có trí tờ của đứa trẻ 9 tuổi đó sao? Đúng vậy, không biết minh chủ có thể lộ diện phi áp ma giáo để cho ma giáo do Phương âm Lê lại hay không? Người không còn bị lo lắng. Phiên âm lì đó là các nhân thiền tưởng của ta chứ không sao đâu. À được rồi, ta mệt rồi. Có tin tức mới thì hãy nói sau nhé. Nhưng mà... Thì là hết rồi. Nhưng mà lời này... Lỡ thiền sư, làm phiền ngài tính giúp ta tiến độ. Người là kiệt các nhân thiền tưởng, tất cả đều là số mệnh. Hai đồng, không mà cá cảm ơn nhé. Nhưng mà lời này lượng người... Mình e là không có tác dụng đâu nhỉ. Hai ta kinh thần kính đã là lời của tiền chủ thì đương nhiên sẽ có ý sâu xa. Nhưng mà làm thế nào để ăn nói với lần kim sườn bọn chúng đi, dứt khoát giả vừa có chuyện tránh bọn chúng đi vậy? Thiên kiếm trường lão hả? Con lần này dẫn đội thất bại có nói đến tội. Vòng mồm trường lão để tội nhân là con đổi lại âm lê lấy công cho tội. Tại vì con rất sốt ruột. Nhưng mà còn trước tiên này có dầu giả. Đạo minh chủ đã tính một quẻ cho âm lê rồi. Các nhân tự có tiền tướng. Âm lê nói tí rằng rơi vào tay của ma giáo nhưng cũng có thể gặp được hùng hoa cát.
Có một đại cơ duyên khác cơ. Tại sao? Đương nhiên rồi, anh lão phu mấy trăm tuổi sao có thể lừa lút cái con các người chứ? Ôi tốt quá rồi. Nhưng mà nói cho cùng vẫn là lỗi của ta. Lúc lý tí rằng sức mạnh cường hãn, nhưng mà nếu như ta bảo quản lâu hơn một chút nữa, ngộ ra kiếm đó thì chắc chắn có thể chém chết hắn. Tên lục ly đó sẽ còn ăn thịt âm lê đâu nhỉ? Hồi ta ra người định đưa ta đi đâu? Đi đâu? Không phải người muốn lấy máu ta sao? Ta cho người cơ hội đấy. Ui thả ta ra. Lúc đại sư huynh thủ lĩnh có âm minh quỷ tộc đã dùng mãnh vô địch ám đạo được tiên đạo thập kiệt, cưỡng chấp bất được phương âm lệ, thần công cái thứ tiên hạ vô sông. Mấy tên trúc cơ của âm minh quỷ tộc không phải là tinh thần thất thường, đến phát điên rồi đây chứ, lại còn áp đảo tiên đạo thập kiệt nữa chứ. Nô phép thì cũng gớm thật. Chuyện kim đan cũng gì cũng làm chưa được, chỉ dựa vào trúc cơ tầng 4 như hắn mà cũng có thể làm được. Càng người nếu như không tin thì mau chóng đi hỏi vị sư huynh hư huynh của Thái Mà Tông kia đi. Hả? Ồ, hóa ra dược sư huynh đi theo bọn ta. Tránh xa như vậy làm cái gì, xa lạ quá đi. Ôi tình đi nhà người, mau tránh xa ta ra. Lộp ly thối, có dỗi thì ngươi thả ta ra. Đừng có gì dù nữa, hiện giờ pháp tụ toàn thân của cô đã bị ta phong ấn rồi, còn muốn làm cái gì? Không tin thì cô thử chạy mà xem. Ôi đây không phải là phương âm lệ một trong những tiếng đạo thập kiệt sao? Ai đã ông đây tới thử xem người dạy thi thế nào đi. Cô gái này được đấy chứ, nhiều người cùng lên như vậy. Đấy, nhìn đi. À Lục Ly à, ta đưa người 1.000 linh thạch trung phẩm cho ta mượn cô ta hướng thượng một tối hả? Ui, cái loại phế vật như các người mà cũng muốn chiếm con mồi của ta. Nếu như các người có bản lĩnh thì tự mình đi bắt một tiếng đạo thập kiệt mang về đây. Lục Ly à, các người quay về rồi không sao chứ? Ôi nhờ phúc của Hồng Lưu phụ nhân, có kinh hãi nhưng mà không có nguy hiểm, còn bắt được một tên về phường âm lê của huyện Thiên Quán. À, ta không sợ chết, có giỏi thì các người lập tức giết ta đi. Đây là Vân Hoàng mà tiền mình giao tiếp, có thể khiến cho hình ảnh của âm thanh ở xa bên ngoài dàn dặm truyền và đưa về trong các môn phái tiên đạo gọi là mainstream. Trần trạch cứ luôn có thức tỉnh chi lực mạnh mẽ truyền tới, hóa ra là bởi những thứ này. Ngược lại đã giúp ta đấy. À, Hồng Lưu phụ nhân à, xử lý cô ta thế nào? Lục tí thúi anh ta ra nhốt vào là được rồi, để Thiên Hiền Hoàng nộp tiền chuộc cô ta. Bởi vì tu luyện Hiền Thiên Hoàng mật thuật mà ta qua nhà ma, bây giờ chỉ còn là trí tuệ của đứa trẻ 9 tuổi, chứ dù là thẩm vấn thì cũng không hỏi được cái gì. Tiểu cô nương này cũng khá là đáng thương. Cô ta vốn là thiên tài của Hiên Thiền Quang, nhưng bởi vì mẫu thần qua đời, bị thương quá đủ mà ta quá nhập ma, trở nên bắt đầu hàm ăn, trí tuệ thì cũng bắt đầu thoái hóa. Sau đó thì cha quỷ lại lấy một kỳ cớ sinh ra được một người con trai. Từ đó cha không quản mẹ kế thì không yêu. Quá thật là đáng thương. Nào Phương Âm Lờ, cô bây giờ là con lợn á vàng nhỏ của ta đi. Vì tiền chuột, ta phải nuôi cho cậu béo trắng lên đó nha. Ui, ta dù có đối chết thì cũng tuyệt đối không ăn đồ của các người. Không sai, ta chính là muốn tùy thực, khiến chính mình đối chết. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các người thực hiện được gian kế. Ồ, vậy sao? Lục phụ nhân à, ta cần dùng Vân Hoàng đó một chút. À được, trừ khi người muốn. Người muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện thú vị rồi. Người đừng có qua đây. Chưa có vùng vậy nữa. Hiện giờ pháp lực toàn thân của cô đã bị phong ấn, ngay cả tự sát cũng không làm được. Càng cờ chỉ khiến cho người bên ngoài càng hưng phấn thôi. Dạ, thuật qua hiệu quả rất ổn, có lẽ đủ rồi. Thế như kết nối của Hồng Lưu Trần Quân, thì chỉ cần đưa pháp lực vào trong là được. Việc là chìm này, ta rành rồi. Cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. À này, có người có thể nhìn thấy không? Xin chào, hello. À quay. Các bạn có thấy tôi là chìm không? Quay. Là Lục Lý. Hắn đã kích hoạt dân hoàng.
Thiền mà nhị thập tứ kiếm của các bạn đáp thủ thất tình chi ác, thất tình chi nộ. Nhìn có vẻ thành công rồi. Hai hai, xin chào các vị đạo hữu. Tại hạ là Lục Lý, thủ lĩnh của Âm Minh Quỷ Tông. Hiện giờ đang ở số 1 ở đường Thành Phượng, Chu Tiên Thành, Vàng Mà Cốc, trụ sở của Âm Minh Quỷ Tông. Hôm nay ta đã bắt được một tiên đạo thập kiệt hoàng giả cực kỳ quý hiếm nhà. Cô ta tên là Phượng Âm Lê, không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Tóm lại là cô ta vẫn ngò nghẻ, bây giờ bị nhốt ở trong một căn cứ địa lao ếch trụ sở Âm Minh Quỷ Tông ta. Thế nên tên này lại bắt Âm Lê đi thì khốn kiếp này thật là vô liêm sỉ. Bình tĩnh đi, đạo mình chúng ta nhó nhã hiền hòa, không thể trúng dẫn cớ của mà giáo được. Hả, cái người có bản lĩnh thì tới đây có người đi, chắc cái người cũng không có cái gan này đâu, một lũ nhát chết. Chớ tuyệt mà, nhờ người hôm nay ta phải đi xách tóc cái miệng của người ra. À, body, giữ thể diện cho ta. Nhó nhã hiền hòa. Hắn thực sự dám làm nhục Vương Âm Lệ trước mặt các tiên đạo. À, nhất định sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ trùng thi. À đúng rồi, đường đường là tiên đạo thập kiệt, hạ mình giả lầm Âm Minh Quỷ Tông ta. Ta lấy cái chút tiết đó không dụ đạo. Nào, trong này là một thùng gạo tiền trộn cát vàng. Vương đạo hữu à, cô sau khi nhặt hết cát ở bên trong ra, cơm rau rất nhanh sẽ được mang tới. Không nhặt không hết thì không có cơm ăn đâu. Chờ ta đi giết hắn, thực sự là sẽ giết chết ngươi. Thì khốn kiếp, không dùng pháp lực cho dù nhặt bữa một tháng thì cũng không nhặt không sạch. Ui, cái tên này có còn là người không chứ? Ai cha, cái gì đâu hỏi bà, cái gì chắc chắn là rất tức giận nhỉ. Nhưng mà cái gì đánh không nổi ta đâu, ta rất muốn bị đánh đó nè, khó chịu chết đi được. Thập mới nhị thập tử kiếm của bạn đã hấp thụ thất tình gì nộ, tâm trạng hưng phấn lạ thường, hiệu quả luyện tu luyện nâng lên 10.000%. Thập mà nhị thập tứ kiếm của bạn đã hấp thụ được thất tỉnh chí nộ, tâm trạng hưng phấn lạ thường, hiệu quả tu luyện lên 10.000%. Đúng rồi. Thập mà nhị tưởng tứ kiếm của bạn hấp thụ lượng lớn thất tỉnh chí nộ, đi vào trạng thái kích động cực độ, hiệu quả tu luyện gấp nhiều lần. Trước mắt hiệu quả tu luyện đã chồng lên 100.000.000%. Nhận lý. Từ này thì cũng không chịu thất tỉnh chí lực nữa rồi. Vốn gì là muốn bắt làng kim sườn về, mượn thân phận của Hồng lừa chần nhận nối, không chừng có thể âm thầm ngồi vững thân phận của đệ tử chính phái, tiền cho sau này chạy trốn. Nhưng mà bây giờ đổi thành cô ta sẽ là khó rồi đây. À, chỉ có thể nghĩ cách tăng sức mạnh lên trước, chuyện khác thì cứ tính sau rồi lại tính. Nè, ăn đi. Người cái gì, bên trong có độc? Hiện tại này thật sự muốn cô chết thì không còn bị hạ đầu đâu. Ta nói rồi, bây giờ cô là lợn vàng của ta, cô chết thật rồi thì ta làm thế nào mà thu tiền đây? Ta đã nói rồi, ta sẽ không để các người đạt được mục đích đâu. Chứ dù ta đuổi chết thì chết ở bên ngoài cũng tuyệt đối không ăn. Ai đừng có đùa nữa, trò này xưa rồi. Wow, ngon quá đi. Vừa rồi con dân về hùng dữ, sao đột nhiên lại cho ta ăn vậy? Lấy nào lúc trước đưa lại diễn kịch sao? Ngon chưa? Lấy nào hắn thực sự là một người tốt ư? Một viên lên thạch thượng phẩm, cảm ơn đã chịu cố. Gì? Tập 64. Cái này cũng lấy tiền ư? Đột nhiên, lý nào người có đạo mình không dạy cho cô ăn đồ phải trả tiền hay sao? Bạn giá đời này biết nè, không bắt chẹt phụ nữ và trẻ em. Cơm ràng trứng vàng nhập phẩm màu viên linh thạch trường phẩm. Cháu bát tiền quá hải điện mình, một viên linh thạch thường phẩm. Xiên kèo lửa ướp lạnh kim ngọc, một viên linh thạch thường phẩm. Vợ xin cái nhận một lần, một viên linh thạch thường phẩm. Hồng gió một tiếng, một viên linh thạch thường phẩm. Người hở ra một chút là đồ tiền, một viên linh thạch thường phẩm. Ui, cũng xấu xa quá đi. Người sao không đi cướp đi chứ? Đó bây giờ chính là đang cướp đó, con đứng địa gì không? Cá chép thúi, cá chép thúi chết tiệt, cá chép kho tàu, cá chép hấp, cá chép chua ngọt. Thầy những gì hôm lưới chân quần nói thì với trí tuệ của cô ta quá thức là dễ dàng bại lộ thân phận ta. Vẫn nên tiếp tục đông vài cái ác vậy. Chúc mừng tập chủ.
Âm dương hỗn nguyên cung bằng ma thần công, đột phá tới tầng thứ 15. Bạn đã đột phá tới tầng 5 trúc cơ. Trận chiến tuy rằng trắc trở một chút, nhưng mà cũng có thể không ít điều tốt. Sức mạnh hiện tại ấy là so sánh được với năm lựa cảnh rồi nhỉ. Còn cả một thư mới. Xuất. Lần trước là thiền mà xâm lược, tất cả thiền mà đều bị đánh bại bởi thế mà lại đều có đủ để luyện chế thành linh khí. Bây giờ thức tình chi lực đầy đủ, nếu không ngừng xâm nhập vào thiền mà sau đó luyện chế, thì liệu có phải là sau này có thể đạt được nhiều hơn ngày trước hay không? Không. Thứ như là thiền mà này vẫn là quá nguy hiểm. Lần trước là thống ra tay giúp ta cường chế trấn áp, sau này ngộ nhỡ bị xâm chiếm là sẽ không dễ dàng xử lý. Thôi kệ đi, dù sao thì đại ca hệ thống sẽ bảo vệ ta có đúng không? Còn cả nhẫn thù được từ của Phương Hàm Lê và Nam Cung Long. Trong nhẫn của Phương Hàm Lê này, thế mà lại toàn là đồ ăn vặt. Một viên linh thạch cũng không có, ăn cũng dối quá rồi đó. May mà Nam Cung Long này có cái giàu có, tài nguyên tu luyện cũng một khoảng thời gian, sau này không còn một lo nghĩ nữa rồi. Đi, là đá lưu niệm à? Nằm cùng lòng mà thứ gì đó bên người, làm cái gì? Lấy nào lấy cái chế cùng pháp diệu? Vậy ta phải xem cho thật kỹ mới được. Nơi tu luyện này sao cảm thấy có hơi quen mắt à nhờ? Lời hình ảnh không thể lan truyền à nhờ. Tên Nam Cung Long này cũng biến thái gió đi. Cái thứ này cũng ghi lại cho mình đem theo bên người đấy chứ. Trên viên đá vỡ vẩn đó, liệu không phải là cái thứ gì đó không nên đấy chứ? Lô thủ lĩnh à, linh quán của hợp hoàn toàn tới cầu kiến. Không quen không gặp. Lô thủ lĩnh à, cô nương linh quán này nói là quỷ vô cùng không phục sự dũng mãnh ý dũ của người. Đã bị chuẩn bị lỡ vào hậu hĩnh tới viện thầm. Cho dù thế nào, thì cũng phải gặp một lần. Lễ dược hậu hĩnh à, đang yên đang lành sao đột nhiên lại có người tới tặng lễ cho ta? Hợp hoàn tông mà tổng thích sòng tù với người à? Linh quán, lấy nào là người ở trong đá lâu niệm vừa rồi? Nữ chính, nội gia thư lĩnh hợp hoàn tông, thư lĩnh bá kiến, lâu thủ lĩnh. Linh quán đạo hữu có một danh là tuyệt sát ngoại nhân, chẳng trách cực có thể khiến cho vạn nghìn mà tù thần hồn điên đảo à môi vào trong. Lâu thủ lĩnh cách sáu rồi. Cầu một trận tên danh, có thể núi là thiên hạ vô song. Bây giờ nữ tụ khắp ma đạo đều muốn nhìn thấy phong thái của cậu. Chút sắc đẹp này của nụ già không đáng để cậu nhắc tới trước mặt. Này này nào mời ngồi. Linh quán đạo hữu thật là biết thổi phồng người ca đấy. Nhưng mà điều khiến ta tò mò hơn là linh quán đạo hữu tuy sắc mỹ nhân thế này, ở trên giường thì thích phía trên hay là phía dưới vậy? Lục lý. Người thế này là có ý gì? Chẳng có ý gì. Cô có gì thì cứ nói thẳng đi. Nói xong thì có thể vội vàng quay về tu luyện nữa. Lục công tử thật thú gì, ta lại có chút thích cầu rồi. Vậy không biết lục công tử có thời gian rảnh xong tụ cùng ta hay không? Xin lỗi, ta không có hứng thú gì với đồ chơi của người khác. Lục thủ lĩnh nếu không hài lòng, nô già vẫn còn mấy sức tỷ sư muội đã đâu bị nhận băng thanh ngọc kia. Bọn họ kính ngưỡng lục thủ lĩnh vạn phần, muốn cùng trải qua gió xuồng với lục thủ lĩnh. Thế là buồn cười. Ở trước mặt hồng lựa chọn quần có âm minh quỷ tồn tại, mỹ nhận cũng đâu là tầm thường thôi. Ta căn bản không để vào trong mắt. Có gì cũng có nói thẳng rồi đi. Từ từ này đột nhiên nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Còn đúng, ta chỉ là tới âm thầm bảo vệ sự an toàn của hắn, vui sướng làm cái gì? Lưu thủ lĩnh quả nhiên thú vị. Vậy nội già sẽ nói thẳng vậy. Nghe nói cậu đã lấy nhẫn trữ đồ của Nam Cung Long, bên trong có một viên đá lưu niệm của nội già. Nghĩ chắc hẳn là lục thủ lĩnh đã xem qua rồi. Đúng vậy. Trong này có 10 viên linh thạch thượng phẩm, nội già muốn mua lại viên đá lưu niệm này. Lội nhà, ta đã nghiền nó. Viên đá lưu niệm đã rồi, cô có thể quay về rồi. Lô Tô Lệnh à, nếu như vậy không hay đâu, cậu đường đường là một nam tử hán, giữ lại thứ như vậy thì để sau này định bắt chẹt nội gia sao?
Nếu không hài lòng với giá mà ta trả thì cậu có thể nói ra. Cô thế này là không tin từ người đầu tiên khách. Gì đã? Lưu Thủ Lệnh à, không phải là nội gia không tin cậu. Sự thật là viên đá lưu niệm đã có ảnh hưởng lớn với nội gia. Thế nên, có thể xin cậu thời đọc hay không? Linh quan đạo hữu, cô đừng cho rằng chúng ta là người trong ma giáo là có thể thời đọc bừa bãi. Thì, ta có sở có nghiệp lực trời đất quấn lý thần đó. Vậy thừa bao nhiêu tiền thế? 12 viên linh thạch thượng phẩm. Khi thờ thơm sư tổ âm minh giáo vào thì sao? Hỏi thế này là có ý gì? Không chỉ định thề độc mà còn thơm cả sư tổ âm minh giáo quý tôn ta giáo. Sư tổ âm minh là người mà ta kính trọng nhất từ trên đời này. Người đã thiên hạ vô song, thần giống vô song. Một mình sức của người đã khai lập ra âm minh quý tông. Địa vị của sư tổ ở trong lòng ta cao cao tại thượng như vậy. Sự kính ngưỡng mà ta dành cho người sống giống như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Thơ nên phải thơm tiền. Đây là 20 viên linh thạch thượng phẩm. Vâng, mong lúc tôi lại nhận lấy. Cảm ơn đại chiếc. Cô có những chuyện tốt kiểu này thì cái việc tới tiền tại nhà. Đừng nói là thơm âm mình sư tổ giàu, thơm cả thiền dược lão tứ cũng thơm được nữa. Lúc tôi lại nè, cậu tuy rằng có chút vô liêm sỉ nhưng mà cậu quá thật là một người tốt. Vì nội già cáo từ trở đi, sau này có duyên sẽ gặp lại Lưu Thủ Lĩnh. Đi thông thả không tiếng. Thật đúng là không tốn tí sức nào. Người đó, người Trần Quân cũng ở đây à? Sao tùy tiện lấy âm mình sư tổ ra để thề độc vậy? Lẽ nào tôi sẽ không sợ mình thì tôi dám làm đánh chết nghịch đồ nhà người sau? Nếu như cô ấy tin tưởng ta thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Giữa người với người thì điều thứ nhất chính là vẫn sự tin tưởng. Bây giờ người đồng thụ thật thà, lương thiện như ta căn bản là không nhiều nữa đâu. Hơn nữa, cho dù là trời sập xuống thì ta không phải vẫn còn có Trần Quân đi sau. Mồm mép lắm lĩnh. Linh quán là nàng sao? Chính là nô già Long Lan. Chàng sao lại bị người ta lên chết thảm hại như thế này? Lục Lý, ta phải giết chết hắn. Lục Lý sao? Nô già đã gặp của hắn rồi. Người này quả thật là cái chút thú vị. Lòng làng à, cơ thể chàng bị đánh gãy hoàn toàn. Bọn nên tĩnh tâm ngưng thần dưỡng thường trước đi, không nên nổi giận. Lục Lý, đánh gãy cơ thể của ta, phế tử phủ đan điền của ta, hủy kỳ kinh bất mạch của ta. Nhờ phúc của hắn, ta chờ đã biến thành một phế nhân. Huyệt hải thông thụ như vậy, ta sao có thể không? Phế nhân, nói như vậy thì chàng không thể cùng ta sống tù nữa. Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại. Ý. Đây đã liên quan à, ta tuy rằng đã thành phế nhân, nhưng mà vẫn có thể chuyển thành dưới tù. Ta vẫn chưa hoàn toàn bị phớ đâu. Ê chào, lâu làng à, sao chàng không nói sớm chứ? Cẩn thận có thể đã bị lệnh bây giờ. Chỉ là chàng muốn giết Lục Lý thì ta không giúp được đâu. Trận đấu kinh thiền đó của Lục Lý, sức mạnh áp đảo của tiên đạo thập kiệt, đã nổi danh hai đạo tiên ma. Bây giờ hắn chính là bà bối của âm minh quý tông. Một việc hắn thực sự là khó vô cùng. Y tâm không nàng còn không cần nằm về ra tay. Cha mẹ ta đã tìm được người rồi. Lục Lý sống không nổi tới ngày mai. Lục Nhi, liên quan cô nữa, cô vẫn nên quay về trở đi. Vâng. Xem ra tiên tiệc mà tông đã chuẩn bị khởi động mai phục nội ứng của quỷ âm quỷ mình tông. Tên Lục Lý này rất dạng xảo, sau này nó không chừng sẽ trở thành một âm minh quỷ đế. Lục Lý quá mức chơi loại, âm minh quỷ tông đã cho hắn ở đó công tàn lên uy danh, chắc chắn là ảnh hưởng tới vị trí đứng đầu của ma đạo của Thái Ma Tông. Cảnh tượng thế này là điều mà Thái Ma Tông chắc chắn không muốn nhìn thấy. Xem ra sắp mưa bão rồi.